Ok, xin nhận. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Sinh Giờ hôm nay cho mình hôm nay sẽ là tập sẽ là tập con đặc biệt mùa dịch tiếp theo. Và trong tập này mình sẽ điểm lại cái cảnh mà tuy nhiên á, trong cái tập này mình sẽ điểm lại cơ cảnh thôi, vì cái tập 13 nó chặn mấy quốc gia rồi không cho tải xuống, rồi với lại cũng không cho tải xuống, cho nên cái phần tập 13 các bạn lên YouTube lúc sạch rồi coi nha. Và bây giờ thì video bắt đầu được rồi chứ hả? Giải thưởng đó chính là không có giải thưởng gì hết, mà là giải thưởng duy nhất mà bằng hiến vật chứ không phải là bằng tiền, đó chính là toàn bộ cái skin chi này hả? Sao là skin chi? Em cũng biết rồi đấy, em cũng biết rồi đấy. Đây, vì năm nay dịch Covid-19 chúng tôi không thể tổ chức bên ngoài này, với lại đang mùa dịch Covid, lấy đâu ra 40.000 đô mà trả cho anh vậy? Cầm hốt cái đống skin chi này về nha, nha mà chơi với em gái đi. Tôi khổ quá mà. Em ơi, hút hết skin chi về về đi em. Rồi ok, cảm ơn quý vị theo dõi. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt năm vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong mùa thứ hai. Ok, hết phim rồi. Điện thoại hoài nữa nhỉ. Alo. Sao nghe quên 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 ta? Ta là Trung Quốc đây. Thằng Uchiha rất miễn thú của ta. Có đi, nè, có đạt được 40.000 đô như người nói không? Ta nói cho người biết, Năm nay cuộc thi này không nhận hiện vật. Lột, năm nay sẽ không nhận tiền mà nhận hiện vật thôi. Người còn lâu mới được 40.000 đô. Cái gì? Không nhận được 40.000 đô á? Tức lắm. Đợi đi, mày chờ đó. Mày cúp máy. Alo. Mày cúp máy. Thì Uchiha nó miệng thúi rồi. Gì vậy? Em có chấp nhận với gia thưởng này không? Không. À, chú nhận ra thì cũng biết rồi. Ba, hồi nãy ba con nó gọi cho chú. Hú, lát nữa ba con sẽ tới đây. Đừng nói với tôi là ba cậu là thằng Trung Quốc đó nha. Hello. À, Trung Quốc, sao mày lại tới đây? Tao tới để hốt Uchiha rất miệng thúi về đấy. Thế mà không được rồi, tại là phải đấu với người một trận nữa để xem ai sẽ giành được. Em ai sẽ hơn ai? Ai đã chụp nhận thịt đó nhưng mà mày được rồi, thách đấu đi Trung Quốc. Ok, ta sẽ làm cây bát thắng của ta. Chuyện gì? À, cây ma thuật á? Cây ma thuật á? Ê, tao hỏi đi nha. Lần trước người là con trai, sao giờ ngần lại phục phép quá thành con gái rồi? Thì tao nhờ cái phép này nè. Nhanh đi. Thua luôn. Ê, chờ đó. Mày chờ đó. Thì nhận ra cũng quá muộn rồi. Mình nghĩ mày ăn lật lại được tao không? Nhưng chú Quốc kia được. Ta sẽ phục phát cho người biết mình có ghé Umbrella si bơ. Ha ha ha. Là bài ta sẽ lát chấm.
mà dừng ra quá muộn rồi. Hay mày chờ đó, chờ tập sau đi, anh xử với mày. Chờ tập sau, hãy chờ đó, tập sau tao xử với mày. Giờ hết phim rồi. Ok, và video, ok và video tổng hợp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và nếu các bạn thích thì hãy nhớ like, share và subscribe để mà sắp tới mình sẽ làm nhiều tập nữa khác nha. Còn giờ thì mình không cần gì để nói. Bye bye nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tiếp tập tổng hợp mùa dịch tiếp theo.